Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi con Ranger. Mình sẽ lên full tầm bắn cho con này và sẽ lấy 6 khẩu sniper gun. Cái khẩu sniper mà bắn đạn nó để nảy ra ấy. Đó, mình sẽ lấy 6 khẩu đó. Cùng với đó là mình sẽ lên full range. Lên được bao nhiêu range thì lên, nói chung là full range thôi. Ok, trước khi vào video, các bạn hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà các bạn muốn xem nhé. Ok, vào video thôi. Ok, sau quay này đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu roll để tìm kiếm khẩu sniper gun các bạn nhé. Mình đang để dành tiền rồi. Mình đang để lên đến mấy nghìn material rồi. Hai quay vừa rồi mình tích được khá khá. Thế là từ mấy, chắc là tầm khoảng cái con quay 6 hay quay 7 ấy, thì nó mới ra được có nhiều những cái đồ tím xịn. Chứ còn những cái quay như kiểu quay 3, quay 4 này, mấy con quay mà đầu game ấy, kể cả may mắn các bạn có nhiều với chăng nữa thì cái mà độ để mà cái da đồ của nó, da đồ tím ấy, đồ đỏ nó hiếm lắm. Thế cho nên là cứ dồn tiền vào những cái quay này trước, xong bắt đầu những quay sau thì mình sẽ roll đồ sau. Giáp à, lắc này, quân đỏ này, zone thử mấy phát xem có ra đầu tím không. Tầm này là chưa ra đầu tím đâu, tầm này chắc chắn là chưa ra đầu tím này. Xong quay 4 này, phải tầm quay 5, quay 6 rồi đi. Mình đang để là x10 quái các bạn nhé, đang để là x10 quái, hiện tại là x10 quái đấy. X10 quái xem thôi. Khẩu lục này nó bắn cũng kinh mà. Đam khẩu lục này cũng ổn. Mà mình nâng tốc độ bắn của nó lên đến 4.000 tốc độ bắn rồi. Thì giờ cũng ngại gì X10 quái đâu. Kể cả X12, X13 khi vẫn chơi được cái gì. Rồi, đúng hòn này thì cái full tầm đi. Con này thì... con này không... nhưng mà con này lên min... Con này lên rên đam thì được tăng nhiều. Còn rên... Rain thì lại không được tăng. Con Hunter kia cơ thì Rain cái này thì mới được tăng. Ok, 3 năm già 20 tốc đánh. Chạy. Bây giờ chắc là vẫn chưa ra súng súng tím đâu. À ra vũ khí tím rồi này. Thử roll xem nào. À đây rồi, ra khẩu sniper luôn này. Ngon. Thế thì cứ roll thôi. Hai cái này lấy được. Cái này lấy được, cái này lấy được. Thế thì cứ roll khẩu sniper gun xem nó có ra nữa không. Mình nghĩ chắc là chỉ ra một khẩu thôi, chứ nó không ra nhiều đâu. Tầm quay 5 thì ra đồ tím hiếm lắm. Mấy cái đồ tím mà súng xịn xịn như kiểu sniper gun hay là rocket hay là nuclear, súng rồng thì khó lắm. Còng tay à. Thôi, sang quay 5 đã. Đang là x10 quái mà. Nên là tiền của mình nó sẽ tăng lại nhanh chóng thôi. Mình còn lấy cả lợn nữa. Con lợn tiết kiệm nữa thì sau mỗi quay mà mình tiết kiệm được, đến quay sau là mình phải có thêm 20% tiền nữa mà. Nên là khá nhiều tiền. Cứ để tầm quay 7 đi. Xem cái V7 mình bắt đầu mình luôn một phát cho nó hết đúng tiền luôn thì để xem nó ra được bao nhiêu khẩu sniper gun. Như cái video lần trước mình làm được khẩu súng rồng ấy, đến tận V10, V11 mình mới roll ra được khẩu súng rồng ấy chứ. Chứ mấy cái V trước mình có roll được đâu. Ok, bây giờ lấy gì đây? Lấy máu à? Máu này. Xong rồi lấy cái này. Giáp thì bị âm thì kệ nó giáp thôi. Tầm này quan trọng gì giáp nữa. Quan trọng là bây giờ phải ra được khẩu sniper. Đây rồi, thêm khẩu nữa. Cứ mỗi quay một khẩu này cũng được. Không ra liền tù tì mấy khẩu một lúc thì mỗi quay một khẩu như này cũng được. Đến tầm quay 10 là mình có full 6 khẩu là ok.
Thôi sang wave tiếp theo luôn các bạn nhé. Wave 6 đi. Mua cái này trước này. Ok wave 6 này. 4.000 tầm bắn rồi. Ờ thì tí nữa mình sẽ nhân lượng map lên, tăng độ rộng của map, tăng khoảng x2 lần, x2 x3 lần gì đó, tùy theo khả năng. Sồi ôi, đông quái là phết đấy. X10 làm quái mà đâu phải vừa đâu, nhưng mà bắn cũng kinh, bắn cũng căng đét. Rồi xong với sáu này, từng này hòa mà cứ vừa lấy máu vừa lấy cái ống nhòm này tăng tầm. Chỉ có mỗi cái ống nhòm Night Google này là nó tăng tầm nhiều nhất thôi. 12 máu 4 năm dài. Sao nào? Ui, ra ba cái phi tiêu này. Từ xa trắng cho đến tím luôn. Ôi, lại một khẩu nữa này. Ngon, ấn một phát ra được một khẩu luôn. Quá xịn. Thêm khẩu nữa đây. Ôi, minigun à. Minigun cũng khá là thú vị đấy. Nhưng mà, ôi, súng rồng này. Sao phải ra súng rồng giờ này nhỉ? Không, súng rồng giờ này thì chưa lấy súng rồng. Không phải là chưa lấy mà là không lấy ấy. Bởi vì mới làm súng rồng rồi. Đây là video dành riêng cho sniper gun. Thì là phải chơi sniper gun. Từ từ mình sẽ tăng lượng map lên. X2 các bạn nhé. Tạm thời X2 trước. Có gì tí nữa mình sẽ X sau. À, để X12 lần boss. À 12 lần quái. Ok. À, các bạn nhìn nó bắn này. Các bạn nhìn nó nảy đạn này. Đang là x2 lượng map nhá. Kích thước của map đang mình đang để tới x2. Này các bạn nhìn nè. Quái không đỡ nổi. Đang là x12 lượng quái các bạn ạ. Ui dồi ôi. Nhìn trông dễ thế nhỉ. Sao mà đỡ được. Quên không lấy cái hút tiền rồi. Lấy hút tiền cho nó nhiều tiền, tô đồ cho nó sướng. Để lấy hết 6 khẩu sniper gun. Thế thì lấy cái hút tiền trước đi. Hút tiền. Trừ 12 tốc độ. Cũng được. Thích tốc độ mình để bù được luôn. Nhưng 12 tốc độ là gì đâu. Đây, lấy hai cánh là bù luôn này. Giờ lấy thêm cái này nữa. Đây, đam à? Thích đam thì đây. Đam thì hơi nhiều đam luôn. Crit là crit không cần. Crit lấy cái ống nhòm kia đủ crit để tăng rồi. Ba khẩu rồi này. Giờ roll ra thêm một khẩu nữa là ngon này. Cũng đồ tím nhưng mà không phải cái mình cần. Minigun. Cái mình cần là sniper gun cơ. Lại minigun nữa này. Ê ơi, ra mấy khẩu minigun lên tù tì luôn ạ. Thôi tiếp tục quay 8 thôi. Chắc quay này nó không ra rồi. Full rain, 6.000 rain rồi. Bắn xuyên map luôn. Sáu nghìn nguyên nó bắn nó đuổi hết map, nhìn sợ thật. Tí nữa ghi về x3 để đổ rộng cái map lên mới được. Đấy, có cái phút tiền phát nó hút được nhiều tiền hẳn. Ba nghìn rưỡi chắc lên được khoảng 4.000 hơn. 4.000 hơn thì roll một lúc thì cũng hết, không quá nhiều đâu, trừ khi là mình có nhiều harvesting. Ui, hơn 5.000 cả.
cũng khá khá đấy. Từng này hòm là tiếp tục lấy ống nhòm cho lên là hơn chục nghìn ren đi cho nó kinh khủng hẳn. Crit không cần. Vest top 1 vest roll nào, ra được luôn khẩu sniper thì ngon. Roll mà không ra này đen tê nhỏ cánh tầm ra đây kìa, ba đồ tím xếp liền từ tì với nhau mà không phải là khẩu sniper gun nhỉ. À đây rồi, một khẩu nữa. Roll tiếp, roll để còn 1.000 thôi. 83 tốc độ. Roll đến khi còn 1.000 thôi là đẹp. 3.000 AR thêm khẩu nữa. Ok đấy. Xuyên. Một khẩu nữa đi cho full này. Cánh. Ui. Ra luôn khẩu đỏ này. Ngon tê nhờ. Rồi full 6 khẩu luôn. X3 map lên. X3 độ rộng của map lên. Từ từ. Rồi. Tiếp tục này. Chiến luôn quay 9 này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. X3 độ rộng map lên nhìn kinh khủng thật. Nhưng mà cái sniper gun này nó bắn nó nảy đạn lại nên là nhiều quái quá thì nó sẽ hơi lag chút. Nhưng mà các bạn nhìn cái độ X3 map này rộng chưa, có thể nói là rộng kinh khủng luôn đấy. Tí nữa mình thử X5 xem như thế nào nhé. Không biết máy mình có chịu được không, mình sợ văng game thôi chứ còn X thì mình vẫn X được. Mình chỉ sợ đang chơi nó văng game thì mất thú vị. Uầy giời. Nảy đạn kinh thế nhờ. Rồi xong quay 9. Thêm 6.000 tiền nữa. Tha hồ mà roll đồ. Tăng tập lên khoảng 10.000 tầm. Chưa đủ 10.000. 9 tốc chạy 5 rồi. Ok, sang quay 10 luôn các bạn nhá. Cần chờ gì nữa. Tầm này cần phải rốt đồ nữa đâu. 8.000 tiền. Ui, map rộng dã man. Thử đứng vào một góc cho là nó bắn ra được hết map nhé. Đây đứng quận vào góc này cho nó có bắn được hết map này. Zoom xa ra nhất có thể này. Ui trời, nó bắn kìa. Ui có khi là hết map luôn đấy. Xa ra phết. Đứng im một góc thì không cần làm gì. Đạn nó bay hết map rồi còn đâu nữa. Rồi, xong V10. Nhiều hòm thế nhở. Nhiều hòm này tiếp tục lấy rain thôi. Cứ rain mà dã chứ còn. Tầm giờ này quan trọng cái gì khác đâu. Hơn 10.000 rain rồi. Ôi, lại sniper nữa này. Đây, tầm này không cần sniper nữa. Tầm này mình thử X5 lên cho các bạn xem này. X5 map nhá. Cho các bạn thấy độ rộng của cái map nó sẽ như thế nào khi mà mình X5 lên. Đây, mình đang ngồi mình kéo chuột cho nó ra xa nhất có thể để chúng ta có thể nhìn rõ được cái độ rộng của map đây. X5 thì nó sẽ chắc chắn là sẽ rất rộng rồi. Không thể đỡ được luôn.
x5 lần map. Quá kinh khủng. Nhưng mà x5 sao cảm giác nó mở thân x3 vừa nãy nhỉ? À không, vẫn thế đấy. Chỉ có lúc nào mà quái nó spawn ra một đám như thế kia kìa, mà mình dồn đạn vào một chỗ như thế thì nó sẽ gây hiện tượng giật lag, bởi vì nó sinh ra nhiều đạn này. Ui, dành 50 giây, 50 giây mới zoom được hết cái độ rộng của map này. Sợ thật. Cho 1 phút thì bắt đầu mới căng được hết cái map này ra. Ui, kinh khủng dã man ạ. Rộng. Map quá rộng. Lên đi 11.000 rồi, 12.000 đi. Chắc lên được nếu như mà đến wave 20 thì chắc được khoảng 20.000. Với cái tốc độ này sợ là chưa chắc được 20.000 nữa. Ô, nó lại có sniper gun nữa này. Tầm này thì cần gì sniper gun nữa. Ôi, đi tiếp wave 12 luôn. Tầm này thì cứ đứng mà zoom map thôi. Full range nó phải như thế này. Để nó có một cái thanh trượt ở bên tay trái hoặc bên tay phải cho mình kéo một phát thì nó sẽ hết nhỉ. Chứ ngồi ăn chuột như thế này thì quá lâu. Lăn mãi không hết này. Rộng thật, công nhận là rộng thật. Để x, ui, nhìn đạn kìa, bắn mãi không trúng con quái kìa, ảo thật. Chạy thành đã chạy thành đường luôn mà không cứu được con quái. Ừ, rộng thế. Đây, mình thử cho nó bắn một lần một đường thôi nhá. Mình điều khiển đạn này. À. Ui rồi. Nhìn giống cái động tác gì của anh em con trai mình nhỉ? Các bạn nhỉ? Nhìn giống cái động tác gì của anh em con trai ấy nhỉ? Giống cái động tác gì mà cũng có súng đấy, rồi cũng có cái dòng chảy kiểu thế đấy. Anh em comment xuống bên dưới xem nó giống cái gì nhá, giống cái hành động gì nhá. Mình thì mình không dám nói rõ ra đâu, để cho anh em liên tưởng. Nào, nine good go, lấy full nine good go lên được 15.000 rồi. 15.000 lên là cũng tương đối nhiều đấy chứ. 12 đam 9 né viên đạn này. Tiếp tục quay 13 luôn. Ok, quay 13. Trời ơi, nhìn cái dòng đạn của nó kìa các bạn ơi. 6.000 tốc đánh nhưng phải ít. 6.000 tốc đánh là nó bắn cũng kinh nữa. Xem nào cái bao nhiêu giây nó sẽ bắn một lần nhá. 0.04 giây nó sẽ xả đạn một lần. Dường như là không có độ trễ luôn. 0.04 giây thì khác gì là bắn liên tục. Ui, zoom map mới ra tay. Rộng quá. Sao nó có thể rộng đến mức này được nhỉ? Ui, mãi mà không hết map này. Chưa thấy cái viền map đâu cả. Rộng thế. Ui, gần hết thời gian quay rồi mà mình zoom mãi không hết này. Thôi, thử trong cái kiểu này này. Ấy. nghịch tí. Lại đống hòn nữa thì tiếp tục lấy nine good go thôi. Tầm này thì có full nine good go bởi vì mình nhiều material rồi. Material của mình nó chỉ mất thành máu. Drone này, tốc bắn này. 60 lên nữa đi. Này, tiếp tục quay 14 này. 60 giây mà không zoom được hết cái map này, sợ thật đấy. Ui giời, nó bắn kìa. Mãi không trúng được con quái. Ảo thật. Nhìn cái nhân vật nó nhỏ lắm rồi mà chưa hết map này. Kéo chuột hơi bị mỏi tay gì đấy. Mà không hết được map luôn. Chứng tỏ là cái độ x5 này nó rộng dã man ạ. Nó rộng đến cái mức kinh khủng luôn ý. Ui, vẫn chưa hết.
con nhân vật của mình nó bằng gần bằng con ruồi rồi, mà vẫn chưa hết độ rộng của map. Ui, vẫn còn chưa hết luôn. Ui, ui, à đây rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ui sổ ôi, lần đầu tiên trong trận đấu này mình zoom được hết cái độ rộng ngang nhá, chiều ngang của map, còn cái chiều dọc thì vẫn chưa zoom được hết, bởi vì cái màn hình nó không kéo lên được hết cái độ dọc, độ cao dài đấy. Ui, gần 20.000 tầm rồi các bạn ơi, gần 20.000 tầm rồi, quay 15, gần 20.000 tầm rồi, quá nhiều tầm bắn. Giờ chỉ cần đứng một góc thì bắn cũng sang đến góc bên kia. Để mình đứng thử một góc xem bắn sang góc bên kia không nhá. À, đây là góc dưới này, nhưng mà không zoom ra được hết, để xem nó bắn hết sang bên kia được không ấy. Giờ mình sang bên kia mình phải zoom được hết map cơ. Ui, đứng một góc này bắn lag lắm, nó không tẻ đạn được nhiều như là đứng ở giữa. Thôi chịu khóa đi, đến tầm khoảng 10 giây đi, 10 giây thì mình sẽ thử bắn xem là nó có bắn sang đầu map bên kia không. Chắc là không nhìn thấy đâu, bởi vì map rộng lắm. Ui xồi ôi, cả đám quái xuất hiện, đỡ làm sao được. Mấy giây nữa thôi, xem là bắn ra được đầu map bên này không. Ui, nó bắn được đấy các bạn ạ, chưa cần mình phải chỉ ấy, nó bắn được kìa, nó bắn kinh khủng luôn đi, chứng tỏ là x5 map này nó vẫn cân được. 20.000 rên rồi mà. Nào xem nào, bắn lên đây. Đây các bạn nhìn ở góc, góc phải trên màn hình này nhá. À, ui nó bắn tốt các bạn ơi, này đạn bay ra đến đấy luôn này, kinh thật, quá khủng khiếp, bắn quá xa, đúng là kinh ngập bắn tỉa, kinh ngập sniper. Xem nào, lấy ống nhòm tiếp đi, pull cái này đi, tầm này máu mịn nhiều rồi, giáp thì coi như là âm gần 1.000, cái kia thì quan tâm gì giáp nữa. Rồi xong quay 16, tầm này chỉ đứng room thôi chứ còn đứng zoom map thôi chứ còn quan tâm gì nữa. Để rộng dã man ấy. Đấy chắc mình chỉ zoom mình như này thôi các bạn ơi, zoom xa quá lâu lắm, mình chỉ zoom được 20 giây đầu như này thôi. Ê, như này thôi nhá, chúng ta sẽ xem ở cái phạm vi nó chỉ như này nhá, chứ còn để zoom zoom nữa thì nó rộng lắm, nó rộng kinh khủng ấy. Nên là thôi, chúng ta hãy đứng ở cái mức độ này để xem vậy. 71.000 tiền. Ui xồi quái kìa, thề nhìn nó xả đạn trông yêu thật ấy. Ui giời, không còn gì để mà bình luận với lại cái khả năng xả đạn của cái kiểu này nữa rồi, không đỡ nổi. Rồi xong quay 16, quay 16 đã xong. Lấy hết cái này, tí nữa chắc phải lên được vài trăm, cái này là ít. Đấy, mình xong quay này mình ra mình xem được bao nhiêu cái rồi. Lấy bừa đi, 439 cái. Mình tưởng phải nhiều hơn. Đứng im thôi, cần gì di chuyển đâu mà. Ui, đang to phết kìa, đang 196.000. Ram to đấy, không phải ram vừa đâu, ram quá to luôn ý. Đấy, để zoom như này thôi, tầm zoom này là đẹp rồi. Đã thấy khả năng rộng, quá rộng của cái map này rồi. X5 lên thì gần xong và zoom được hết. X3 vừa nãy mình zoom mãi mới hết, chúng chi là hồ là X5. Bình thường mình trả toàn để khoảng 70% map thôi, bình thường là 80%. Cơ thế nhìn nó nhân vật to, quái ra một phát và clear luôn thì nó nhanh. Cây quái nó spawn xa xa, bắn hơi lâu một chút.
Quay 17 xong này, 2 giây 1 giây này. Ok. Bây giờ có muốn tăng đam không? Bây giờ muốn tăng đam thì lấy cái bật lửa này. Tăng đam là kinh hồn nhất, nhanh nhất. Bởi vì mình đang có 100 tốc chạy. Và 100 cái tốc chạy kia, cái bật lửa nó sẽ chuyển hóa thành đam, thì là được 120 đam một lần lấy. Kinh khủng hơn là lấy 30% đam của cái nhiều. Ui trời, trông này, ui trông này, trông này, ui trông này, trông này, trông này, trông này, trông này. Kinh khủng. Đứng ra xa tí cho các bạn nhìn thấy quái. Không đứng gần mà không thấy quái đâu, bởi vì quái nó spawn xa lắm. Tính 5 mét như này quái nó spawn rất là xa. Đấy, phải zoom đến cái tầm như thế này mới bắt đầu thấy nhiều quái hơn chút này. Đấy, mình sẽ bắn về một góc này nhá. Này, bắn thử về một góc này này. Này, ui rồi xảy ra. Kinh khủng. Áo thật ý. 111.000 tiền. Trời ơi, không đỡ được. Quái làm sao mà đỡ được. Làm sao mà đỡ, làm sao mà đỡ. 18 quay, chuẩn bị xong quay thứ 18. Rồi, ok, ui sao lắm hòm thế. À, quay này có boss, bỏ sao lắm hòm. Sao lắm hòm thì chúng ta lấy được càng nhiều cái này thôi. Không có gì đâu mà phải chối cãi đúng không. Lắm hòm thì ta sẽ lấy được cái này nhiều hơn. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Còn 2 quay nữa. Quay 19 với lại quay 20 nữa là xong. Em dài. Ok, tiếp tục sang quay 19 luôn. Zoom ra xa xa một tí cho các bạn coi. Úi trời, nó xả đạn kìa. 486.000 đam. Xương xương từng đấy đam là đủ rồi. Đấy, mình chắc mình chỉ zoom như này thôi. Xa quá thì nhân vật nó nhỏ tí, không nhìn nhân vật đâu. Mà không thể zoom được hết cái tầm x5 nữa. Các bạn thấy vừa nãy mình zoom đến khoảng còn mấy giây thì mới hết được cái chiều ngang. Còn cái chiều dọc thì chưa thấy đâu. Kinh khủng. Lắm quái quá nó lag này. Nảy đạn nhiều ấy. Hôm nọ mình làm thử cái video về cái mà giết quái xong rồi nó nảy đạn lại. Mà gây đạn tầm xa nó nảy đạn lại như kiểu đạn của cái khẩu SMG ấy. Không làm được các bạn ạ. Bởi vì nó lấy nhiều cái đấy nó sinh ra cái kiểu cái lúc mà nó giết được đống quái nó spawn ra quá nhiều đạn. Thế cho nên là nó rất là giật, rất là lag. Gần như là đứng như im lúc cái lúc mà nó giết quái luôn ấy. Nên là thôi, mình sẽ không làm về cái đấy nữa. Chứ không thì mình có cái video về cái đấy đấy. Mình không ngờ là nó lag đến cái mức độ mà nó đứng hình như thế luôn, nên là mình chịu. Và thôi, kiểu này là không làm được rồi. Thế là mình bỏ luôn cái video hôm đấy mình ngồi record đi mà. Mình chơi đến tầm quay thứ mười mấy ấy, thì mình lấy được khoảng hơn 100, gần 200 cái này đấy rồi. Nhưng mà thấy đứng im, không mượt tí nào. Nó còn không phải là lag mà nó đứng im luôn, nó đơ luôn. Thế cho nên là một thôi, chắc là bỏ kèo này thôi. Uầy, rộng thế. Quay này nó ít quái hơn này, mà nó nhiều boss, nên cho nên là đâm ra là ít đạn nảy hơn, nhưng mà mình cũng hơi được mừng một chút. Trời ơi, không thấy mặt boss đâu luôn, như để mà chào hỏi. Quay này thì có 90 giây, chắc là đủ thời gian để mình kéo được hết cái map này đi, kéo được hết cái độ rộng của map này đi. Đèo hết rồi này. Đấy, chuẩn bị hết rồi này. Còn chiều cao nữa, chiều rộng, chiều ngang này đấy rồi, còn dọc nữa rồi. Đây rồi, hết rồi, hết rồi, hết map rồi. Đấy, lần đầu tiên kéo được hết chế độ x5 map của cái video lần này. Các bạn nhìn nhân vật kìa. Úi trời ơi, nhân vật kìa. Không được tin nổi. Đây, bắn thử sang góc này nhé. Đây, bắn thử sang góc này này. Ôi trời ơi.
Nhìn nó nổ đam kìa. Khác gì là bắn pháo hoa đâu. Khỏe tròn 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 luôn. Rồi xong rồi đấy. Úi giời hòm, úi giời hòm, hòm, mình lắm hòm thế. Giờ thì con lấy hòm làm gì nữa đâu. Thì ok, đây là video mình làm về 6 khẩu sniper gun. Thì làm full range các bạn ạ. Lấy đâu đó xương xương 30.000 range và 568 cái Night Google kia. Cái đấy thì tăng đam, à tăng range với lại tăng crit. Các bạn nhìn crit kìa, 7.998 crit. Bình thường làm gì có ai lên đến tận 7.998 crit. Để khoảng 100% mình dẫn crit liên tục rồi. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy hay, hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà các bạn muốn mình thực hiện ở những tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. See you again later.